Thưa quý vị, mới đây một nghiên cứu của Độc Office Oxford đã chỉ ra rằng là có hơn 28 triệu năm tuổi thọ của con người đã mất đi do đại dịch Covid-19. Theo nghiên cứu, số tuổi thọ mất đi cao hơn so với ước tính của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoài trừ Đài Loan của Trung Quốc, New Zealand, Iceland, Đan Mạch, Hàn Quốc và Na Uy. Bằng cách so sánh số năm tuổi thọ bị giảm do Covid-19 với tuổi thọ dự kiến của những người bị tử vong trong năm 2020, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh con người đã mất hơn 28 triệu năm tuổi thọ trong năm 2020. Đáng chú ý, nam giới bị giảm tuổi thọ nhiều hơn nữ giới. Các nhà khoa học đã nhấn mạnh con số này cao gấp 5 lần so với số năm tuổi thọ bị mất liên quan đến dịch cúm vào năm 2015. Tuổi thọ giảm nhiều nhất ở Nga với 2,33 năm ở nam giới và 2,14 năm ở nữ giới. Tiếp đến là Mỹ với 2,27 năm ở nam giới và 1,61 năm ở nữ giới. Bulgaria ghi nhận ở mức giảm lần lượt ở hai giới là 1,96 trên năm và 1,37 trên năm.